tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng với liên danh công ty Sakae Corporate Advisory và công ty tư vấn Subana Jurong Singapore lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong quá trình lập đồ án, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 3 hội thảo quốc tế lấy ý kiến cộng đồng dân cư, ý kiến doanh nghiệp ý kiến sở ban ngành báo cáo định kỳ thường trực thành ủy Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị thẩm định đồ án quy hoạch theo hình thức trực tuyến tại ba điểm cầu Đà Nẵng, Hà Nội và Singapore. Về quy mô dân số đến năm 2030, khoảng 1,79 triệu người, dự kiến đến năm 2045, khoảng 2,56 triệu người, thì diện tích xây dựng đô thị đến năm 2030, khoảng 34.175 hectare, chiếm khoảng 34,68% diện tích đất trên đất liền. Đến năm 2045, khoảng 35.781 ha. Cấu trúc đô thị được gắn với cảnh quan đặc trưng theo ba vùng đô thị: vùng ven mặt nước, vùng lõi xanh, vùng sườn đồi và một vùng sinh thái gồm khu vực rừng, núi đồi phía Tây và phía Bắc, khu du lịch quốc gia Sơn Trà và Hoàng Sa, các sông và hồ cùng với đường bờ biển trong vùng sinh thái tại cuộc họp thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành liên quan đóng góp ý kiến tổ chức giả soát và lập các chương trình khu vực và kế hoạch phát triển đô thị không để xuất hiện các nhóm lợi ích cá nhân